Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng phân bón MKB 055234 để cây ra hoa nhiều và mập mầm nhé. Phân này cực kỳ hiệu quả luôn, nhất là với những bạn nào trong cây ăn quả, hoa hay rau màu. Vậy MKB 05234 là gì nhỉ? Đây là loại phân tân được trong nước, không có đậm, nề, nhưng có hàm lượng lân, P là 52% và kali, K là 34%. Lân thì giúp cây ra hoa rực rỡ, còn kali giúp mầm non khỏe mạnh và làm lá cây già hơn. Trước tiên, mình pha MKB 055234 bamboo với nước theo tỷ lệ nhà sản xuất ghi trên bao bì nhé. Thông thường, cứ 10 lít nước thì mình pha khoảng 10-20g phân. Nhờ khuấy đều cho phân tân hết trong nước nha. Tiếp theo, mình có thể dùng bình xịt hoặc hệ thống tưới nhỏ giọt để bón cho cây. Nên bón vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh lúc nắng gắt để nước bốc hơi, làm phân bón kém hiệu quả. Khi cây bắt đầu ra hoa, cứ cách 7-10 ngày mình bón lại một lần cho đến khi hoa tàn nhé. Làm vậy giúp cây luôn có đủ dinh dưỡng, hoa nở đẹp và mầm non phát triển tốt. Lưu ý quan trọng là đừng bón quá nhiều, sẽ hại cây đấy. Luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thường xuyên quan sát cây để chắc chắn chúng phát triển ổn nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách dùng MKB 055234 để kích thích ra hoa và tạo mầm rồi. Áp dụng ngay cho vườn cây của bạn thôi. Đừng quên chia sẻ kết quả với mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin bổ ích khác. Hẹn gặp lại trong video sau nhé. Dearplant.vn